Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay thì hai chị em thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chú Hải ở Mỹ đến giúp đỡ gia đình của ông Bảy nha. Dạ, thì bây giờ hai chị em cũng đến rồi thì Nương cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong nhà với Nương luôn. Dạ. Ông Bảy. Con mới tới ông Bảy thôi. Dạ, con để dưới đây. Dạ. Nhưng hai chị em ngồi đây. Dạ thì Nương cũng được biết là hoàn cảnh của ông Bảy là ông Bảy sống với bà Bảy với hai người cháu. Dạ. Rồi bà Bảy hàng ngày đi bán vé số không ông Bảy? Bảy bán vé số. Dạ. Số rồi hai đứa cháu á. Dạ. Dạ. Tàu bệnh nó dạ. Đâu có mặn gì được. Dạ. Giờ bệnh đi lẫn cận lẫn cận gì. Dạ. Tối ngày trong nhà ở nhà đây bà đi bán thì tới 9-10 giờ mới về. 10 giờ cái gì đó. Rồi sáng đi rước cháu về luôn không Bảy? Rước nhỏ cháu về luôn. Dạ. Dạ, giờ này là bà Bảy đi bán xong rồi bà đi qua rước cháu. Về rồi. Dạ cũng gần về không Bảy? Là bà về tới. Dạ. Dạ. Thì nó 10 giờ nó tan học á. Dạ. Ra là bà chờ rước nó. Dạ. Ông Bảy năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ông Bảy? Ngày 68 rồi. Ông Bảy 68 tuổi. Còn bà Bảy bao nhiêu? Bà cũng tuổi rồi. 68. Dạ, thì ông Bảy bà Bảy bây giờ thì sống chung với hai người cháu thì ông ba giờ mẹ. Có hai đứa cháu ba dạ. Mẹ nó giờ tan rã rồi. Ừ. Rồi bỏ nhà không là có gửi tiền nuôi. Gửi bạc gì hết trơn. Dạ. Tú đi một năm mấy nay rồi không có đồng xu. Dạ. Vợ nó ở Bình Dương ngoài thì cũng không gửi tiền gì luôn. Dạ. Không có gửi tiền gì nuôi con không luôn, gửi mà. Tiền luôn. Dạ. Đưa con về đây chứ nó không có gửi. Dạ. Hôm Tết nó không về đây luôn, nó về bên mẹ nó bệnh. Vậy là hai vợ chồng ly dị rồi để lại dạ, hai đứa con. Dạ, mà thôi không thôi, giờ nó đi mất tiêu hết trơn. Dạ. Bỏ hai nhỏ lại, giờ tao nuôi, cho nó đi ăn học. Nhờ học khỏi không có tốn tiền trường. Dạ. Không có tốn trường, tốt tiền ăn thôi à. Tiền dạ. Lớn nó đi về bán, về bán số, về học. Sáng chiều nó đi bán, sáng đi học, thứ bảy chủ nhật thì nó đi bán suốt ngày đó. Cháu lớn là học lớp mấy rồi ông Bảy? Học lớp 7 rồi. Học lớp 7, còn cháu cháu nhỏ mới mẫu giáo à? Mẫu giáo à? Dạ. Vậy là cháu lớn là trai hả? Trai. Vậy là đi học một buổi còn phụ bán vé số một buổi. Ừ. Thứ bảy chủ nhật nghỉ cũng đi bán vé số luôn. Ừ, thứ bảy chủ nhật thì nó bán nguyên ngày. Dạ. Bà nội nó khỏi đi. Dạ. Còn như mấy ngày thường thì nó bán buổi chiều. Rồi khi bà bán không hết thì nó đi học về nó bán tiếp. Dạ. Còn ông Bảy nó có tiền đi học. Chứ dạ. Không thôi đâu có tiền đâu đi học. Tại ông bà thì cũng lớn tuổi hết rồi. Ừ, giờ đâu có làm gì được, giờ bệnh tao tối ngày nằm ở nhà sáng ba đi rồi nằm chờ queo nhà mình ăn đi yeah. Tay chân nó gung gung vậy vậy ừ. Thẳng ra là nó rung yeah. Nó quéo gì nó không rung mà thẳng tay ra gì nó rung bởi không mặn gì được đó yeah. Nửa ký lô mà không cái bưng cái bình tích nước mà uống cà phê rồi cái tay bên đây bưng cái ly không được yeah. Bưng tay trái không no, này nhà là lúc trước con cũng được nghe nói là được cắt không phải được cho cắt không? Nhà nước không? Này thì nhà nước cho đó. Dạ. Cho mình phụ thêm, mình mất phụ thêm. Dạ. Nhưng mà không cho 30 triệu mình phải phụ thêm 40 triệu, phụ thêm 10 triệu nữa. Dạ. Cho người ta làm cho hoàn thành cho mình. Dạ. Mà cái trái nó muốn con sụp trái nó sụp hết rồi mà bây giờ không có đứa không làm, bà đòi dỡ ra hoài mà ta nói dỡ ra thì cái nhà lớn này mưa nó xoay nó lật cái nhà lớn luôn được. Dạ. Để thấy đi thẳng nóng lại nó làm lại nóng lại mà là để con ngài đây sập. Dạ bây giờ Nương sẽ quay nhà của ông Bảy và Bảy cho ông bà cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Bây giờ hai chị em đi ra phía sau. Nhà này thì lúc trước cũng được nhà nước hỗ trợ cắt mà cô chú thì ông bà Bảy cũng góp thêm một ít tiền để cho hoàn thiện căn nhà. Mà bây giờ thì ở phía sau nó đã mục hết rồi. Dạ đây nè mà cô chú, đây là phía sau nhà của ông Bảy bà Bảy nha. Thiết thì nó cũng đã cũ mục hết rồi.
còn bên đây là cái trái ở ngoài sau bếp để ông bà bảy nó ăn hàng ngày. Bước xuống không dám đi. Dạ dán nó cho nó mục hết rồi ông bà cô chú, mầm với sợi gãy nữa. Lúc thò bước xuống chị không dám bước xuống. Mình đây ông bà cô chú bếp nấu ăn hàng ngày, ở đây sàn nước. Ở bên đây cặp là cái trái nó đã mục hết rồi ông bà cô chú. Dạ, nó bị nghiêng hết một bên, nghiêng qua bên đây nè. Dạ. Đây là bếp của bà Bảy. Như ông Bảy, hai người cháu. Đây, coi chừng nó sụp. Đi không dám mạnh chân. Dạ, thì nên cũng quay cho ông bà cô chú anh chị các bạn xem nhà của ông Bảy nha. Bây giờ hai chị em mình ra ngoài trước. Giờ bà Bảy với cháu về đâu mà cô chú. Dạ. Bà Bảy mới về, bà Bảy thôi. Bà Bảy đi bán vé số rồi rước cháu về luôn hả bà Bảy? Gì luôn. Dạ. 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 Rồi dẫn xe lên nhà đi bà Bảy. Bà Bảy có chiếc xe đạp đó, kiếm kiếm tiền đưa cháu. Xe của ngang bánh trọ không á. Dạ. Dạ. Bởi rồi chờ đi về luôn để về trong này mất chạy ra nước. Dạ. Chứ cái đường đi chạy khó không chắc. Dạ. Bán như sao không bà Bảy? Tại chạy tuốt ra ngoài tới ngoài đình ngoài gần. Dạ. Cái chợ ngoài đảo vòng gì vậy. Dạ. Nay bán hết vé số hả bà Bảy? Dạ. Bán nhà được nhiêu tờ bà Bảy? 100 vé. Dạ 100. Mình tưởng mình dữ lắm. Dạ. Chân bà Bảy đau nữa hả bà Bảy? Ừ. Cái sưng phù. Sưng hết trơn rồi kìa. Chân bên đây nè. Dạ. Rồi ngày nào bà Bảy cũng đi bán từ sáng tới chiều luôn hả bà Bảy? Đi là... tới cỡ 9 giờ này nè. Giờ này về. 9 giờ mấy giờ hết. Dạ. Rồi. Nay 10 giờ nay về hay trễ rồi. Dạ. Đợi đi đợi rước ha. Dạ. Rước cháo luôn. Nước này kia đâu ra trời gọi tới chiều luôn. Dạ. Dạ. Dạ thì ông Bảy và bà Bảy thì sống với hai người cháu đó mà cô chú. Đây là cháu này học mẫu giáo đó, nãy ông Bảy nói đó không Bảy? Học mẫu giáo nè. Còn một cháu lớn nữa. Ừ, cháu lớn về. Học lớp 7 rồi quán. Dạ. Thành quá dư gì à. Tới 11 giờ mấy. Bà sống với hai người cháu, rồi bà Bảy hàng ngày thì đi bán vé số, với cháu lớn cũng đi bán vé số luôn để lo cho gia đình. Bán lo cho. Dạ. Gia đình. Ông Bảy thì bị bệnh rồi không có đi tới lui gì được hết, ông Bảy ở nhà không à. Dạ. Thì bây giờ coi như mình anh tôi lo. Dạ. Chứ có ai đâu mà lo. Dạ, còn có bà Bảy là khỏe với bé trai lớn. Dạ, có mình bả đi kiếm tiền gì nuôi tao với mấy cháu này. Dạ. Chứ có ai đâu mà nuôi. Dạ. Bữa nay thì con cũng được biết hoàn cảnh của ông Bảy bà Bảy. Ừ. Có hai ông bà rồi nuôi hai người cháu. Ừ. Hôm nay con đến đây thì cũng thay mặt cho chú Hải ở Mỹ gửi cho gia đình của ông bà Bảy là 10 kg gạo nha. Ừ. Dạ. Vậy cũng cảm ơn. Dạ. Với số tiền là 1 triệu đồng để giúp đỡ ông bà Bảy trang trải cuộc sống nha. Dạ. Đây con gửi cho ông Bảy đi. Dạ, số tiền 1 triệu. Vậy cảm ơn. Cảm ơn mấy cháu với mấy Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Cũng hy vọng cái phần quà này giúp đỡ ông bà Bảy một phần nào đó trong cuộc sống nha. Dạ. Thì con cũng chúc cho ông Bảy, bà Bảy có thật nhiều sức khỏe để bà Bảy tiếp tục đi bán vé số để nuôi cho gia đình nha. Thì giờ dạ. Coi như chiếc xe đạp thì chạy mới nổi chứ giờ đi bộ cũng không nổi luôn. Dạ. Chứ thằng mình nó cũng bệnh dữ lắm, sống nó cũng yếu lắm rồi thì sống ạ. Dạ. Dạ. Bà Bảy cũng đủ chứng bệnh trong người hết. Ừ. Gán cố gắng đi bán vé số để lo gán, cho gia đình. Bởi vì gán đi bán. Bà chạy đạp bán về cái bà rên bà rỉ. Dạ. Đuối hẹ dò hết. Dạ. Tao bây giờ tay chân mà không được. Thấy bà đi bán chịu không nổi. Dạ. Thì cũng được biết ông bà Bảy cũng đang gặp khó khăn thì hôm nay cũng được chú Hải giúp đỡ ông bà Bảy nha. Dạ thì con cũng cảm ơn tấm lòng của chú Hải ở Mỹ rất là nhiều đã giúp đỡ gia đình của ông bà Bảy trong lúc khó khăn. Dạ thì con cũng kính chúc cho gia đình của chú có thật nhiều sức khỏe luôn nha. Rồi con xin phép ông Bảy và Bảy con về nha. Chú dạ. Với một cái hết thảy với cô nha. Dạ. Chúc bà Bảy nhiều sức khỏe luôn với ông Bảy. Dạ. Dạ.
Rồi, con về luôn ông bảy bà bảy. Thì cũng chúc các cháu mà nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ, bây giờ thì nương đến hoàn cảnh gia đình tiếp theo là của ông hai nha mà cô chú. Dạ thì cũng được biết là ông hai bị bệnh tai biến. Bây giờ thì nương cũng đến nhà của ông hai rồi. Dạ, con chào ông hai. Dạ. Ông hai năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ông 78. Hai? 78. Ông hai 78. Dạ, hiện tại thì ông hai sống với ai ông hai? Ở với nhỏ gái thứ tư. Dạ, ở với người con gái thứ tư. Nhà này thì được nhà nước hỗ trợ cắt lại không hả? Dạ, nhà nước cắt lại cho cái này nè. Dạ. Dạ. Vậy thì ông hai sống với người gái thứ tư. Chị thì hàng ngày đi làm mướn không hả? Ờ, đúng rồi. Thì con cũng được biết là chị hàng ngày đi cắt cái bao nhút mướn không mà cô chú? Tới trưa mới về, khoảng 12 giờ mới về. Dạ. Về để nấu cơm cho ăn. Dạ. Về nhà tối ngày nằm võng gì à, không đi đâu, đi lại trước sau đi, nó mệt dữ lắm, bằng tim á, tim hở hai quan. Ông hai bị bệnh tai biến rồi tim hở hai quan không? Hai cái vậy á, rồi dạ. tai biến rồi trời, tim hở hai quan nữa, mà ra nó mệt, đi tới đi lui chứ nó mệt dữ lắm. Dạ, ông hai bị lâu chưa ông hai? À, tai biến này là cũng 9-10 năm nay rồi. Dạ, 9-10 năm nay. Bệnh tim cũng cỡ đó à. Bệnh tim này cũng 9-10 năm nay. Dạ. Nãy con thấy ông hai đi với tay chưa muốn gung không hay? Tay yếu lắm. Đi phải có cây gậy. Đây có đó được, chứ đi hơi xa phải có cây gậy chống nó. Dạ. Để téo, cái chân này nè, cái tay này nó yếu lắm. Dạ. Bây giờ cầm cái viết không được, cứ ngắt à, không có, cứ ngắt à, viết không được trên đời. Tay chân cũng hai rung dữ lắm. Dạ, đi phải có gậy đi mới được. Dạ, hôm nay con đến đây thì trước thì con thăm hỏi sức khỏe của ông hai. Con cũng được biết ông hai bị bệnh. Rồi sau đó con cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chú Hải ở Mỹ đến giúp đỡ cho ông hai cái phần gạo. Thì chú gửi tặng cho ông hai 10 kg gạo nha. Dạ, với số tiền là 1 triệu đồng để giúp ông hai ăn uống hàng ngày với tiền thuốc nha ông hai. Rồi ông hai bệnh vậy có đi bác sĩ khám hay là uống thuốc hàng tháng không hai? Có, tháng nào đi lạnh hết trơn. Dạ, vậy tháng nào cũng đi lạnh hết. Tháng nào lạnh, tim rồi đó, bệnh tim mà thiếu thuốc hay một ngày thiếu nó mệt dữ lắm. Dạ. Đây, con thay mặt cho chú Hải ở Mỹ gửi ông hai số tiền 1 triệu nha, để giúp ông hai ăn uống với tiền thuốc hàng tháng. Dạ. Nói chú Hải. Dạ. Dạ, chú Hải ở Mỹ gửi tặng ông hai. Nói chú Hải nghe cảm ơn nha. Dạ. Ông hai cũng rất là vui mừng luôn mà cô chú. Ông hai lớn tuổi rồi không có được số tiền lớn như vậy. Chị thì làm hàng ngày với đủ tiền ăn tiền uống trang trải hai cha con thôi. Qua bữa gom. Dạ. Hôm nay thì được tặng quà thì ông hai rất là vui mừng luôn. Dạ thôi ông hai gái giữ gìn sức khỏe nha ông hai. Ông cũng lớn tuổi rồi, đừng xúc động quá nha ông hai. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Gửi lời chú hai cảm ơn. Dạ. Rồi con chúc ông hai có thật nhiều sức khỏe luôn nha. Cảm ơn con. Dạ. Hôm nay ông hai rất là mừng. Dạ, giữ gìn sức khỏe nha ông hai. Dạ, hôm nay thì nương rất là vui khi được thay mặt cho chú Hải ở Mỹ là đến giúp đỡ hoàn cảnh đầu tiên của ông bà Bảy. Và sau đó là hoàn cảnh của ông hai. Ông hai thì bị bệnh tai biến không mà cô chú. Dạ. Dạ, nương cảm ơn tấm lòng của chú Hải rất là nhiều đã giúp đỡ ông bà Bảy và ông hai trong lúc khó khăn. Dạ, thì con kính chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Thì con xin phép con về luôn nha ông hai. Cảm ơn con. Dạ, ông hai gái giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ, thì nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, xin chào.